Kính chào các bác nhá. Đây một em âm ly chỉ tại là cái thương hiệu kém này. Thương hiệu kém, tên nó xấu quá. Đấy, nhưng mà chất tiếng thì cực kỳ hay. Nhưng giá vẫn rẻ bèo. Chiếc âm ly Nhật này giao lưu với 2,9 triệu thôi nhá. Anh em thử nghe một đoạn khi em test với cặp loa Mỹ khá là gấu Infinity Kappa 80 này nhá. Cực kỳ lực. Với các cặp 80 này nha, em đánh những âm ly đờ nông mà thương hiệu hơn, đương nhiên là thương hiệu hơn Technic này, nhưng em đờ nông khoảng tầm 8 đến 10 triệu tiếng không bằng em này, khẳng định luôn. Thực ra thì em này nếu mà bình thường thì giá bây giờ, thời điểm bây giờ nó cũng phải rơi vào tầm hơn 4 triệu đấy các bác nhé. Nhưng em này sở dĩ bán 2,9 triệu cho các bác thì chia sẻ thêm cho các bác là đây anh em nhìn cái này nó dán, cái này là vận chuyển hay là ngày xưa dùng như nào đấy thì nó hơi bị cấn ở chỗ này, thì người ta ông Nhật ông dán cái tem vào đây thì em vẫn để nguyên, còn lại cơ bản mặt mũi đẹp và nó vẫn là hàng Nhật xịn nhé, và nó là Nhật bãi luôn. Em này thì tiếng rất tốt, công suất tốt đấy, và hiện tại để giao lưu với anh em có giá 2,9 triệu thôi. Giá 2,9 triệu bây giờ các bác mua một chiếc âm ly Việt Nam. Còn đây nó là hàng xịn luôn nhá, made in Japan này. Điện 100V, nó là hàng chuẩn nội địa của Nhật. Công suất tận 230W nha. Anh em nào mà mới chơi ấy, là cứ bảo là yếu, không yếu nhá. Âm ly Nhật trung bình nó rơi vào khoảng 150 dao động thôi. Còn cái cỡ 200 trở lên thì anh em gọi là khỏe rồi. Em này thì có điều trị được loa Nga này, S90 này. Rồi Nhật thì cũng đa dạng, và vừa rồi thì lại ghép với một cặp loa Mỹ Kappa 80 của Infinity. Với cái tầm giá khoảng hơn 4 triệu thì em nó vẫn là một em âm ly rất là xứng đáng để em sở hữu. Huống chi với cái tầm 2,9 triệu. Anh em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay nhé, alo cho em bên em. 2,9 triệu. Đây này, quay trực tiếp vào cái cầu U này để anh em nhìn. Em này người ta thiết kế để anh em có thể dùng làm bao. Công suất nó tốt mà, anh em hoàn toàn coi nó một cục bao được. Âm sắc nó tốt nữa thì anh em hoàn toàn có thể dùng nó như một cục dề. Đấy, anh em rút cái cầu U đây à. Technic V80, giá 2,9 triệu, hàng Nhật bãi. Đấy. Không phải cái lúc nào nó cũng đẹp xuất sắc. Đây, như em dưới này thì ok này. Đấy, những cái dòng này thì về cơ bản rất đẹp, nhưng mà nó vì là đồ cũ thì không bao giờ có cái chuyện lúc nào cũng đẹp xuất sắc được anh em nhé. Không có bao giờ cái gì cũng đẹp xuất sắc được trong một lô hàng, kể cả mình chọn đấy nữa thì chọn rồi, nhưng mà trên quá trình vận chuyển về nó còn rất là nhiều cái đấy. Nhiều khi là những cái mặt gương này đẹp xuất sắc về chuyển này, nhưng mà nhận hàng thì có khi là nó cấn cái gì đấy là thôi. Cấn cái bẹp cái là lại mất. Như em này vậy thôi, mặt mũi rất ok. Đấy, có ai thôi, 2,9 triệu. Tiếng đánh vừa uy lực vừa khỏe, âm sắc tốt. Đấy. Clip này thì cũng nhấn nhá nói chuyện với anh em thêm một tí là anh em nào mà đang search V80 mà thích V80 ở thời điểm này ấy, mà những số khác mà giá 4,5 triệu hay 4,6 triệu, hoặc thậm chí kể cả trên dưới 5 triệu thì anh em cũng phải thông cảm. Bởi vì tiền nào của đấy thôi. Cái đồ bãi này không thể cào bằng được. Không thể cào bằng được. Không phải lúc nào cũng bằng tiền nhau được. Bởi vì nó tùy vào tình trạng. Đấy. Chiếc này nó như vậy thì để giá giao lưu với anh em như vậy. Đấy. Yên tâm là với tầm giá này là không có
không có đối thủ anh em nhé. Tiếng cực kỳ uy lực đấy. Nhích nhẹ một cái thôi là nó lên rất là tốt rồi. À, âm sắc em này nhá, cũng rất là nhạy nhá, lên rất nhạy, lao lớt đầy đủ, 2.900.000. Các bác quan tâm thì điện thoại trực tiếp cho bên em nhé.